Dạ, chào bạn. Vâng, không dám. Chào anh. Tại sao chúng tôi nên tuyển bạn? Đơn giản là bởi vì tôi đẹp. Thế vì sao bạn lại chọn rời khỏi công việc cũ? Bởi vì sếp cũ nó quá là hám lợi, cho nên tôi không thích nó. Quan trọng hơn cả là trả ít tiền nên nghỉ. Thế thôi. Vâng, không biết được là bạn mong muốn gì từ công việc của chúng tôi? Tiền, đương nhiên là tiền rồi. Đi làm không vì tiền thì vì gì? Lần sau anh đừng có hỏi những cái câu mà anh đã biết sẵn câu trả lời nhá. Em trả lời em mệt lắm. Bạn nghĩ mình có phải là một người thành công không? Thành công thì tôi đi xin việc làm nhân viên làm cái méo gì? Anh hỏi cái câu kỳ thật đấy. Không biết lý do vì đâu mà bạn lại thất nghiệp trong một thời gian dài đến thế. Bởi vì lúc đấy tôi lười, mệt, nên tôi không biết đi làm. Được chưa? Thế còn vị trí mà bạn mong muốn sau này khi làm việc? Làm sếp, nhưng mà không phải làm bất cứ một cái gì cả. Đi sai bặt tất cả những đứa còn lại và nhận lương. Theo bạn tự cảm nhận thì điểm yếu của bạn là gì? Điểm yếu của em là trung thực. Tôi nghĩ trung thực không phải là một điểm yếu. Ông thích nghĩ gì thì kệ con mẹ ông. Không biết là bạn có câu hỏi gì dành cho chúng tôi không nhỉ? Câu hỏi của tôi là ông hỏi xong chưa? Xong rồi thì bãi chiều. Nhà bao việc.